Trở lại bản tin ngắn. Trở lại một vụ kiện hấp diêm và hiếp dâm của một số thành viên của đảng Dân Chủ, đương nhiên là sự kiện của mẹ Cà Rau. Mẹ Cà Rau đó. Phiên tòa hình sự của ông Trump về khoản tiền trả cho ngôi sao khiêu dâm được ấn định vào tháng 3, trước ngày bầu cử 2024. Đó là câu chuyện mà interfere vào, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử như thế nào tại nước Mỹ, thông qua một số cái gọi rằng là đi tìm công lý. Donald Trump, ứng cử viên tổng thống cho 2024, sẽ ra tòa bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 cho vụ án hình sự tại New York. Trong đó, ông bị cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến khoản tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels, thẩm phán tuyên bố hôm thứ Ba. Đó là giai đoạn đầu của cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống, mà chưa đầy 8 tháng trước cuộc bầu cử vào tòa đốc 2024. Ông Trump, người không nhận tội hay đang tìm kiếm được đề cử cho đảng Cộng Hòa trong cuộc đua 2024. Thẩm phán tối cao Manhattan Merkin đã công bố lịch trình xét xử ông Trump xuất hiện trước tòa thông qua một video kết nối phiên điều trần hôm thứ Ba. Ông Merkin cảnh báo ông Trump rằng ông có thể bị trừng phạt nếu vi phạm lệnh hạn chế khả năng đưa ra bằng chứng công khai và những tài liệu liên quan khác đến vụ án hình sự. Thẩm phán hồi tháng này đã ban lệnh bảo vệ khi văn phòng biện lý của quận Manhattan đưa điều đó gọi là những đáng kể lo ngại, khi ông Trump sử dụng tài liệu một cách không phù hợp và đăng nó trên mạng xã hội. Cái câu chuyện liên quan đến hồ sơ của Stormy Daniels và $130,000 trong bầu cử 2016. Ông Trump vẫn đang đối diện với một số cái cuộc kiện khác, chẳng hạn như là quận Fulton, hay là kể cả luôn ngày 6 tháng 1, hay là hồ sơ của ông Trump tại Mar-a-Lago, và tương tự với ngày 5 tháng 9, bộ thẩm đoàn Dân Chủ đã tuyên bố là phải chịu trách nhiệm trước tòa phỉ báng bà Cà Rau. Sự kiện của Stormy Daniels vẫn tiếp là sự kiện, mà trên thực tế câu chuyện này vẫn đi tìm săn tìm phù thủy, giống như chuyện của John Durham mà tới ngày hôm nay vẫn không có một kết quả cụ thể nào. Thì hàng triệu chuyện khác sẽ tập trung vào ông Trump. Vì từ truyền thông cánh tả bắt đầu đang promote ông Ron DeSantis, và một số nhân vật chống Trump khác sẽ bắt đầu xuất hiện. Cái cuộc đại chiến này rất là phức tạp, và tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức này cho quý vị. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.